Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời dạy học, tôi cũng đi theo con đường này, sống đời lưu lạc, không nơi nào cố định, ở đâu có duyên thì đến đó. Nhưng luôn muốn giúp lớp thanh niên có chí hướng học tập, vì xã hội trước mắt chẳng những Nho Thích Đạo thiếu nhân tài mà các tôn giáo khác cũng không ngoại lệ. Điều này tôi thấy rất nhiều, nhân tài rất quan trọng. Làm sao để bồi dưỡng nhân tài? Trong lúc giảng kinh tôi thường đem những phương pháp này nói ra, thật sự y theo phương pháp của cổ nhân để tu học. Phương pháp của cổ nhân trong Tam Tự Kinh, 8 câu đầu của Tam Tự Kinh, tổ tông mấy ngàn năm của chúng ta đều áp dụng trong việc dạy học, là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong việc giáo dục hậu thế. Câu thứ nhất, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nếu muốn làm giáo dục, trước tiên phải khẳng định tánh người vốn thiện. Nếu là học Phật dạy Phật pháp, trước tiên phải khẳng định tất cả chúng sanh vốn là. Lý niệm này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Mục đích dạy học của tôi là gì? Học Phật thì phải giúp họ thành Phật. Dạy truyền thống văn hóa xưa phải giúp họ thành thánh nhân. Dạy học như vậy mới có ý nghĩa. Khái niệm cơ bản này quan trọng vô cùng. Câu thứ hai, nói cho ta biết vì sao phải dạy. Tánh tương cận, tập tương diện. Từ bản tánh mà nói, bản tánh vốn thiện, mọi người đều như nhau. Nhưng tập tánh khiến khoảng cách giữa chúng ta với bản tánh vốn thiện của chính mình ngày càng xa. Đây là gì? Chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bây giờ, hoàn cảnh ảnh hưởng con người khủng khiếp nhất là TV và mạng Internet. Hoàn toàn dạy hư con người. Điều này rất đáng sợ. Cẩu bất giáo, tánh nải thiên. Nghĩa là giáo dục từ đây sanh khởi. Nếu không dạy, không dạy tương lai hoàn toàn hư hỏng. Dạy như thế nào? Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Chính là 8 câu này. Phương pháp này, Phật pháp cũng vậy. Đều chủ trương chuyên môn nghiên cứu. Chỉ nghiên cứu một môn, không cần học quá nhiều. Một môn thông thì các môn đều thông. Đây là lý niệm của nền giáo dục phương Đông. Thông một môn, thông điều gì? Là khiến ta khai ngộ. Không khai ngộ là chưa thông. Cho nên dạy cho quý vị phương pháp là giữ quy củ. Giữ quy củ nghĩa là trì giới. Trì giới lâu ngày có thể được 3-4 năm. Hàng căn tánh bậc trung, 3-4 năm đạt được tâm thanh tịnh. Căn tánh chậm một chút, tôi tin 4-5 năm sẽ được tâm thanh tịnh. Đó là được định. Định 2-3 năm trí tuệ sẽ khai phát. Trí tuệ khai, quý vị sẽ hiểu được bộ kinh này. Tất cả kinh đều thông. Không những thông Phật pháp mà tất cả pháp thế gian cũng thông. Quý vị xem điều này tiện lợi biết bao. Nếu không hiểu phương pháp này, quảng học đa gia, học dù nhiều đến đâu, học được đều là tri thức. Hiểu rất nhiều thứ, nhưng những gì ta chưa học thì không thể hiểu được. Những gì ngày xưa để lại, chỉ cần hiểu được một thứ thì những thứ không học cũng hiểu được. Vừa tiếp xúc là hiểu ngay, vừa thấy, nghe, tiếp xúc được là hiểu thấu triệt tất cả. Đây là gì? Là trí tuệ. Trong tự tánh chúng ta vốn có, phải khai cuộc trí tuệ trong tự tánh mình. Truyền thống dạy học xưa và dạy học Phật pháp đều coi trọng phương pháp này, rất có hiệu quả. Người ngoại quốc không thể sánh được. Hãy nhớ câu nói của Tôn Trung Sơn. Vào niên đại đó, ông nói với chúng ta, phương Tây mạnh hơn phương Đông chúng ta chỉ có hai điều. Thứ nhất là cơ khí, thứ hai là khoa học kỹ thuật. Ngoài hai điều này ra, đều không bằng phương Đông. Lời này nói quá hay. Đối với chính trị, triết học, người phương Tây phải học tập theo chúng ta. Điều này nói không sai chút nào.